Vị tướng giỏi ngoại ngữ siêu đẳng của nhà Trần, Trần Nhật Duật. Các bạn thân mến, chúng ta luôn tự hào về thời kỳ nhà Trần với lực lượng quân sự mạnh, với những vị vua và những vị tướng tài giỏi, kiệt xuất. Họ đã lãnh đạo nhân dân ta 3 lần thắng lợi quân Mông Nguyên, đội quân hùng mạnh nhất thời kỳ bấy giờ. Thế nhưng, bên cạnh những vị tướng giỏi về quân sự, nhà Trần còn có một vị tướng có ngoại ngữ siêu đẳng. Đó chính là tướng Trần Nhật Duật. Vậy, tướng Trần Nhật Duật giỏi cỡ nào? Có những giai thoại gì về ông? Mời các bạn cùng chân dung lịch sử tìm hiểu trong video ngay sau đây. Một, khái quát tiểu sử và gia đình. Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh năm 1255, mất năm 1330. Ông được biết đến với tước hiệu Triệu Văn Vương hay Triệu Văn Đại Vương. Ông chính là con trai thứ 6 của Trần Thái Tông, nên người đời cũng hay gọi ông là ông Hoàng Sáu hoặc Hoàng Lục Tử. Xung quanh sự ra đời của ông có rất nhiều giai thoại, trong đó nổi bật nhất là giai thoại về giấc mơ của mẹ ông. Ông được coi là hoàng tử con nhà trời. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi, thì vào năm 1239, vua Trần đi tuần du qua phủ Thiên Trường. Trong lần tuần này, nhà vua đã gặp một cô gái trẻ tên là Vũ Thị Vượng. Cô gái này có nhan sắc tuyệt trần, giỏi nghề canh cửi, chăm việc ruộng đồng, nổi tiếng cả vùng, vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhà vua rất quý mến nên đã cho người đón Vũ Thị Vượng về cung, lập bà cung phi thứ 5, hiệu là Vũ Phi. Bà chính là mẹ của Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật. Chuyện là vào một đêm, Vũ Phi đã nằm mộng, thấy có một ngôi sao lớn từ trên không rơi xuống giường nằm của mình. Thế là từ đấy bà đã có mang. Đến giờ ngọ ngày 10 tháng 4 năm 1255, bà đã hạ sinh một hoàng tử. Vì hoàng tử này dung mạo khác thường, truyền rằng khi mới sinh, trên tay ông đã có 4 chữ Triệu Văn Đồng Tử. Đây là lý do vì sao sau này vua cha lấy đó mà đặt phong hiệu cho ông, nghĩa là đón, gọi cái đẹp. Theo sử sách ghi chép lại, thì ngay từ nhỏ ông đã nổi tiếng là hiếu học và sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu biết về các tiếng nói và các giống người. Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật là em cùng cha khác mẹ của Trần Thánh Tông và Triệu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Đồng thời, ông cũng là anh em cùng mẹ với Triệu Quốc Vương Trần Ích Tắc và Triệu Đạo Vương Trần Quang Xưởng. 2. Vị tướng giỏi ngoại ngữ, nhà ngoại giao tài ba lại hiểu biết về các dân tộc. Trong cuốn sách Danh tướng Việt Nam có nhận xét như sau về Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật. Ông nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng. Không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ, ông còn hiểu biết sâu rộng về các nước láng giềng. Khi ông học tiếng Tống, tiếng Chiêm Thành, ông không những chỉ sử dụng thông thạo các ngôn ngữ ấy mà còn tìm hiểu nhiều mặt của các nước đó. Đối với các dân tộc anh em trong nước, Triệu Văn Vương Nhật Duật không những hiểu tiếng mà còn hiểu cả tâm tư của họ. Ông thường hay tới thăm hỏi người Chiêm, người Tống trong nước. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi thì ông hay cưỡi voi đi thăm thôn Bà Già. Đây là nơi định cư của tù binh Chiêm sau khi Lý Thánh Tông chinh phục Chiêm Thành năm 1069. Có những lần ông không chỉ tới thăm mà còn ở chơi tới 3-4 ngày mới về. Ngoài ra, ông cũng thường ghé thăm chùa Tường Phủ, lưu lại đây cả ngày để đàm đạo với tăng sĩ người Tống. Chính vì ông quen biết rộng nên những người ngoại quốc đến Thăng Long rất hay đến chơi nhà ông. Khi các khách ngoại quốc đến chơi, ông rất biết cách đón tiếp theo đúng phong tục tập quán của đất nước họ. Đến thời Trần Anh Tông, khi này ông đã làm tể tướng, ông vẫn giữ thói quen thường xuyên ghé thăm nhà người Tống là Trần Đạo Chiêu. Họ rất hợp nhau, có thể trò chuyện say sưa suốt cả tiếng đồng hồ. Ngoài ra, ông cũng rất tài ba khi là người tinh thông âm nhạc, chế tác ra nhiều tiết tấu, giai điệu múa hát độc đáo. Từ năm 20 tuổi, Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật đã được vua Trần Nhân Tông giao cho trách nhiệm quan trọng, đó là những công việc về các dân tộc liên quan. Nhờ giỏi ngoại ngữ và hiểu biết về các dân tộc mà không ít lần ông đã giúp nhà Trần thắng lợi trong hoạt động bang giao của nước nhà. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép như sau. Đại Việt vào thời vua Trần Nhân Tông, một lần sứ giả nước Sách Mã Tích sang cống, nhưng do triều đình không tìm được người phiên dịch, cả thành Thăng Long chỉ có mình Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật dịch được và nói chuyện trôi chảy bằng thứ ngôn ngữ lạ với sứ giả nước bạn. Điều này khiến cho mọi người rất thán phục. Khi mọi người hỏi vì sao ông biết tiếng nước bạn, ông rất khiêm tốn trả lời. Thời vua Thái Tông, sứ nước ấy sang, nhân có giao du nên hiểu được đôi chút tiếng nước họ. Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật cũng đã từng thu phục kẻ nổi loạn nhờ giỏi ngoại ngữ.
Đó là vào năm 1280, khi một tù trưởng địa phương ở Đà Giang là Trịnh Giác Mật nổi lên chống lại triều đình. Triệu Văn Vương Trần Nhân Duật đã được lệnh đem quân dẹp loạn. Khi ông đến Đà Giang, Giác Mật đã gửi cho ông một lá thư với nội dung: Giác Mật không dám trái lệnh triều đình. Nếu ân chúa dám một mình một ngựa mà đi đến, Giác Mật xin hàng ngay. Lúc này, bất chấp sự can ngăn của các tướng sĩ vì đây là hành động rất nguy hiểm, tướng Trần Nhân Duật đã đi gặp, chỉ mang theo một tiểu đồng. Khi đến bản doanh của Mật Giác, ông thản nhiên đi giữa hàng lính mặc quần áo kỳ dị, tay cầm gươm giáo. Điều đặc biệt là Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật đã nói chuyện với Mật Giác bằng ngôn ngữ và phong tục của đất Đà Giang. Khi đó, người Đà Giang có phong tục ăn bằng tay và uống bằng mũi. Khi mâm rượu đã được bưng lên, chỉ có quả bầu cắt đôi sóng sánh rượu và đĩa thịt nai muối. Ông cũng ăn bằng tay và uống bằng mũi như họ một cách rất điêu luyện. Điều này khiến cho Mật Giác phải thốt lên rằng: Triệu Văn Vương là anh em với ta. Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật đáp lại: Chúng ta xưa nay vẫn là anh em. Vậy là sau buổi gặp gỡ tưởng chừng đầy nguy hiểm ấy, Trịnh Giác Mật đem cả gia thuộc đến doanh trại Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật xin hàng phục triều đình. Đất Đà Giang được Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật thu phục bằng chính sự tinh thông ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, không phải đổ một giọt máu nào. Lại nói về câu chuyện bang giao với phương Bắc. Khi ấy, thường thì triều đình phải cho phiên dịch viên làm trung gian, tể tướng không được trực tiếp đối thoại. Đây là cách để đề phòng xảy ra sai sót thì đổ lỗi cho người phiên dịch. Nhưng với tể tướng Trần Nhật Duật thì lại là trường hợp ngoại lệ. Ông trực tiếp nói chuyện uống rượu cùng với các tướng nhà Nguyên. Do ông nói tiếng Hán lưu loát, am hiểu về phong tục của người Hán, nên khiến sứ nhà Nguyên tưởng Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật là người Hán di cư sang Đại Việt. Sứ nhà Nguyên từng hỏi: Ông là người vùng Chân Định đến làm quan ở đây chứ gì? Mặc dù ông ra sức giải thích, nhưng sứ nhà Nguyên vẫn không tin vì ông ta nghĩ người Việt không thể giỏi tiếng Hán như vậy được. Chính vua Trần Nhân Tông là cháu của Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật cũng có lần nói rằng: Chú Triệu Văn có lẽ là kiếp sau của người Phiên Lạc nên mới giỏi tiếng các nước đó. Vua cũng nói: Triệu Văn Vương có lẽ không phải là người Việt mà là hậu thân giống Phiên, Man. 3. Cống hiến của ông trong lĩnh vực quân sự. Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật còn là nhà quân sự đại tài, nhà ngoại giao lỗi lạc. Ông chính là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của Toa Đô ở cửa Hàm Tử vào năm 1285. Sự kiện này được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép như sau: Công đánh giặc Nguyên, Nhật Duật lập được nhiều hơn cả. Trong cả ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông thì Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật thật sự là một danh tướng kiệt xuất. Vào năm 1285, cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất, Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật đã được giao trọng trách quan trọng, đó là trực tiếp chỉ huy một cánh quân lớn của triều đình để đóng giữ ở vùng Tuyên Quang ngày nay. Cánh quân của ông có nhiệm vụ đánh chặn để cản bước tiến ồ ạt của quân Nguyên Mông do Thoát Hoan cầm đầu. Trong lần này, ông đã chỉ huy các tướng sĩ dưới quyền đánh nhiều trận xuất sắc, khiến cho địch phải chịu nhiều tổn thất lớn. Đến cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285, khi có một cánh quân Nguyên từ Vân Nam tiến xuống theo đường quốc lộ Tuyên Quang. Khi này, ông đang đóng quân tại Thu Vật, Yên Bái. Thế vậy, ông đã chủ động đem quân chặn đánh rồi rút lui về Bạch Hạc, làm lễ tuyên thệ, nguyện hết lòng trung thành báo đền ơn vua. Sau đó, ông rút về Thiên Trường hội quân với đại quân triều đình. Vào mùa hè năm ấy, quân ta tổ chức tổng phản công. Đây là cuộc phản công do quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đề ra. Trong năm chiến dịch lớn nhất của cuộc phản công này, Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật được cử làm tướng chỉ huy chiến dịch Hàm Tử. Chiến thắng Hàm Tử do Triệu Văn Vương Trần Nhật Duật chỉ huy đã có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thắng lợi chung của cuộc kháng chiến lần thứ hai. Chiến thắng này cùng với trận khác đã đập tan hệ thống phòng thủ phía Nam Thăng Long, mở đường tiến về giải phóng kinh thành. Đến cuộc kháng chiến Nguyên Mông lần thứ ba 1287-1288, danh tướng Trần Nhật Duật tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc ta. Khi bình luận về ông, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bình: Ông là bậc thân vương tôn quý làm quan 4 triều, Nhân Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, 3 lần coi giữ trấn lớn. Dưới triều vua Trần Minh Tông, ông được phong làm Tá Thánh Thái Sư. Dưới đời vua Trần Hiến Tông, ông được phong tước hiệu Triều Văn Đại Vương. Dù nắm giữ chức vị tể tướng triều Trần, lại trải qua 4 triều vua, 3 lần coi giữ trấn lớn và có công lớn trong đánh giặc,
Nhưng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật luôn luôn giữ được sự thanh cao, nhã nhặn, độ lượng, khoan dung. Trong mọi công việc, ông đều suy xét kỹ càng và chu toàn. Ông không bao giờ dựa vào chức tước trong tay mình để uy hiếp hay bắt nạt người khác. Ông được mô tả là người mừng giận không lộ ra sắc mặt. Trong nhà ông không hề chứa roi vọt để đánh gia nô. Nếu có đánh thì trước khi đánh, bao giờ ông cũng sẽ vạch tội rõ ràng, công bằng. Triều Văn Đại Vương Nhật Duật qua đời năm 1330, khi ấy ông đã 75 tuổi. Tên tuổi và sự nghiệp của vị tướng kiệt xuất này gắn liền với giai đoạn vinh quang nhất của nhà Trần. Sự tài năng, đức độ, sự nghiêm minh, ngay thẳng của tướng Trần Nhật Duật cùng với các tướng văn, võ khác trong thân tộc nhà Trần đã góp phần không nhỏ vào sự tồn tại và hưng thịnh của Đại Việt thời kỳ này. Đã có nhiều nơi lập đền thờ để tưởng nhớ ông sau khi ông qua đời. Ngày nay ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hay các tỉnh thành khác đều có những con đường, những con phố và trường học mang tên ông. Các bạn vừa theo dõi vị tướng có ngoại ngữ siêu đẳng của nhà Trần, Trần Nhật Duật. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.